mắt gia nhân, ngước lên nhìn tay ông chủ mình. Này đoàn con, ngước mặt nhìn lên chùa Từ Ái. Tới khi ngài, dù lòng thương chút phần chân ái, như mặt người tí nữ, hướng tay bà chủ sắp trao ban. Còn trông tới thiên nhan, ước mong ngài ân ban đầy tràn. Này đoàn con, ngước mặt nhìn lên chùa Từ Ái. Tới khi ngài, dù lòng thương chút phần chân ái, xin thương tình lạy Chúa, chúng con bị nhục nhã khinh chê. Bọn tư mãn kiêu căng khiến cho hồn con luôn nặng nề. Này đoàn con, ngước mặt nhìn lên chùa Từ Ái. Tới khi ngài, dù lòng thương chút phần chân ái. Chúa giao truyền chân lý tình thương, ai nghe đều tán thành và thân phục lời Chúa vang danh. Nhưng do lòng thành kiến về danh phận gia thế tổ tiên, liền quay lại coi thường, không tin nhận đấy Chúa tình thương. Tại vì cứu thế cũng đã bị từ chối khinh chê, dù ngài yêu quý hết nhân trần trên đường thiên lý, tình nào sánh vĩ với ân tình Thiên Chúa dâng mình đến đem an bình, dìu nhân sinh tới nguồn quang vi. Vào thời Elia, biết bao người đói khát gần xa, nhưng riêng bà quá phù được phúc lộc của sứ ngôn trao. Hay phong quỳ nào thiếu, nhưng chưa lành riêng mỗi vị quan. Vì đâu cần danh phận, hãy thân cận khi Chúa dù. Tại vì cứu thế cũng đã bị từ chối khinh chê, dù ngài yêu quý hết nhân trần trên đường thiên lý, tình nào sánh vĩ với ân tình Thiên Chúa dâng mình đến đem an bình, dìu nhân sinh tới nguồn quang vi. Chấp nhận
thật hiếm vận tài chính quê hương. Con xin người chỉ hướng, đừng coi thường thân thế một ai. Dù danh hèn vô tài, không e ngại quá khứ hậu lai. Ngài vì cứu thế cũng đã bị từ chối khinh chê. Dù ngài yêu quý hết nhân trần trên đường thiên lý, tình nào sánh vĩ với ân tình Thiên Chúa dâng mình đến đem an bình dịu nhân sinh tới nguồn quang vi. Ngài vì cứu thế cũng đã bị từ chối khinh chê. Nhân trần trên đường thiên lý.